Và tiếp theo sẽ là một tiết mục thay đổi không khí ngày hôm nay với phần ca cảnh Con Xin Lỗi, do phòng công tác, phòng quản lý học sinh sinh viên mà đại diện sẽ là cô Đào Hồng Điệp trình bày trên sân khấu. Xin được mời các thầy cô, quý đại biểu và các bạn cùng thưởng thức. Chơi Điệp tưởng tôi thích lắm hả? Chẳng qua là chỉ vì không muốn hòa nhập với cái đám bạn này nè tôi mới như vậy. Tôi đeo chuỗi mà, tôi muốn đi chùa. Tôi nói cho Điệp biết, ngày hôm nay tôi rất là thất vọng vì Điệp đó, Điệp biết không? Thất vọng mà tôi cần bạn lắm hả? Điệp nói cho chầu nghe, Điệp là một đứa trẻ dưới quê nghèo, nhà Điệp không bằng điều kiện như các bạn. Điệp lên đây muốn được như các bạn á, Điệp phải làm đủ mọi chuyện để có tiền. Châu nghĩ đi, mỗi lần đi chơi với các bạn Điệp toàn phải ăn nhờ tiền của các bạn. Dục lắm Châu biết không? Nhưng mà Điệp à, chúng ta là bạn thân, Châu trả tiền cho Điệp mà Châu đâu có nghĩ gì đâu. Nhưng mà Điệp nghĩ. Thôi thôi, cho bác xin đi mà. Hai đứa đừng có cãi nhau nữa. Con Điệp, con bác á, nó không phải người vậy đâu con. Tính nết nó hiền lắm, mà tại chắc nay nó khó chịu trong người thôi. Con đừng giận nó tội nghiệp nó nghe con. Điệp à, má biết á, là gia đình mình á, không có đủ điều kiện để cho con bằng bạn bè. Nhưng mà ba má biết á, là con đam mê nghệ thuật, thích thi vô trường sân khấu để làm diễn viên. Cho nên ba má cũng đã cố gắng để cho con thi vô cái trường này rồi. Mà má thấy con vậy á, má cũng đau lắm chứ. Mà ba con ổng bệnh quá, ổng muốn gặp con Điệp. Con về với má, con má, gặp ba con nha. Má nghe con nè, học kỳ này con phải thi, con đăng tập bài thi với các bạn. Con phải thi học kỳ này, con thi xong con về. Điệp à, Điệp à, học kỳ của Điệp, cháu có thể nhờ thầy hả, cho Điệp thi học kỳ sau mà. Điệp không thích. Nhưng mà ba muốn thi học kỳ này. Nhưng mà ba của Điệp đang bị bệnh nặng ở nhà mà Điệp. Sao cháu biết là ba Điệp bệnh? Mẹ Điệp lúc nào cũng vậy hết á. Lúc nào cũng lấy lý do là ba bệnh này ba bệnh nọ. Là muốn Điệp về thôi, chẳng qua là muốn Điệp đi về nhà thôi. Nhưng mà có ai có ba má nào dùng lý do bị bệnh mà để kêu con cái mình về không hả Điệp? Nhà cháu không có, nhưng mà nhà Điệp có. Điệp à, bây giờ Điệp có về không? Không. Điệp à Điệp, Châu có thể nhờ đứa khác thi giùm Điệp trong học kỳ này mà. Đã nói Điệp không muốn, Điệp muốn. Điệp thích gia diễn này, Điệp muốn thi học kỳ nhưng này. Nhưng mà ba của Điệp đang bị bệnh nặng ở nhà đó. Cái chuyện là chuyện gia đình Điệp. Sao Châu cứ xen vào hoài vậy? Điệp à, ngày hôm nay hình tượng trong mắt. Điệp đi, trời ơi. Bác ơi. Má, Điệp là đồ ăn thôi. Má, bác, đi kêu cấp cứu đi. Đi kêu cấp cứu đi. Bác ơi. Má. Chẳng quan suốt đời vì con nên người
con phải xót xa. Đáp đền nghĩa nặng như là trời cao. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.